Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn Văn Tráng, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đối tượng này cao 1m70 và có sẹo chấm ngay đuôi lông mày phải. Còn về tội gây rối trật tự công cộng, Công an huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn Thành Tú, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Đối tượng này cao 1m70 và có nốt ruồi cách 0,5cm dưới đuôi mắt phải. Và đối tượng Lê Văn Bảy, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, phải nhận quyết định truy nã của Công an huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa về tội đánh bạc. Số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an 0692345860 hoặc 0692321667 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.